come on. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white, and smoke tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. Hello, xin chào các bác. Hôm nay em lại trở lại và tiếp tục ăn hại. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tới các bác một dọc cần tay đánh bạo lực, cần GVDU 8H. Dòng này chuyên dành cho các bác là đánh bờ, đánh bụi đây, địa hình khó đây, với cả dòng đánh tốc độ lên hàng nhanh. Thì như trước thì em cũng nói rồi, sẽ cố gắng lên thật nhiều những sản phẩm mới. Nhưng các bác cũng thông cảm, công việc cũng hơi bận nên lúc nào rảnh em tranh thủ em lên luôn cho các bác. Đây là ngoại hình của em đó đây, có màu vàng và màu xanh, tông màu hai cái. Đấy. Thì bây giờ như mọi video thì em sẽ đi chi tiết trước để cho các bác hình dung được cái sản phẩm khi mình nhận được là như thế nào. Đấy. Trước tiên là đi về ngoại hình của nó đi. Để em mát vào nó như thế này. Đấy, là đây là sản phẩm khi các bác nhận hàng. Cái gì cũng phải cụ thể là cho các bác mua hàng cho nó tự tin. Đó. Thì hàng này thì như lúc đầu em cũng đã nói rồi, hàng này dành cho các bác là chuyên về đánh tốc độ, là sự câu địa hình khó mà sợ bị cá nó rút vào những gốc cây hay là những lục bình cái thứ, thì các bác phải chơi cái hàng này thì lên cá thắng. Dòng này thì lại không phải là chuyên về cảm giác. Nếu mà các bác cảm giác thì đánh chơi loại 5H. Còn là sắp tới thì em dám hứa là vì có thể là mai hoặc mốt là em sẽ lên cái dòng 6H. Dòng đấy thì đánh nó là lưỡng tính. Thì em gọi là lưỡng tính, vừa là hàng bạo lực mà vừa là cảm giác. Đấy, thì hôm nay thì em giới thiệu về cái hàng bạo lực đánh tốc độ. Thì các bác nào đang cần sử dụng thì chơi luôn. Cần này thì em có đủ các size 3m6, 4m5 và 5m4. Vừa tay, đáng lắm. Đẹp. Tiếp theo là phần này. Đây là 6m3.
Đây em đang để là mấy con 6m3 để lên cho nó đều nhìn nó đẹp. Còn những con 3m6 với 4m5 với 5m4 thì nó nhỏ hơn một chút. Đây như con bên này này là 5m4 này, nó nhỏ hơn con 6m3 một chút để các bác có thể nhìn thấy. Em là cái gì cũng phải rõ ràng để các bác sẽ hình dung. Đây, đây đầu của nó nha bác nha, cao su nha. Đầu cao su. Em quay một tay nhìn thì nó hơi khó. Còn đây ngọn của nó đây. Ngọn to như đũa. Vì nó là hàng bạo lực mà đây là mọi thiết kế của nó đều phải tương xứng. Này các bác đánh tốc độ được. Rút ra rồi sẽ quay cận cảnh Vân 6. Đâu là ngọn nó. Ngọn nó rơi vào 2.8 3 ly gì đó. Đánh tốc độ cứng cáp. Con này 8H thì rút già thẳng đứng rồi. Thì bên shop thì đang có đủ đầy đủ size từ 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Thì con 3m6 thì số đốt sẽ là 4. 4m5 số đốt là 5. Mà 5m4 thì là 6, và 6m3 thì số đốt là 7. Cần thu gọn là 1m15. Xin lỗi em có điện thoại chút. Sorry các bác, em vừa có chút việc. Bây giờ lại quay lại. Thì khi các bác mua hàng thì xem xong cái clip này này. Các bác mua hàng thì chỉ cần ấn vào mua ngay thì sẽ có cái hiện lên cái bảng size và giá. Đấy, thì các bác lựa chọn 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3 sẽ có giá luôn. Ở đây khi các bác nhận hàng đây thì sẽ nhận được một cái chiếc cần. Nó sẽ được đựng trong một cái túi màng co này. Đấy, đây là cái túi của nó. Đấy, đựng trong như này. Thì các bác nhận hàng sẽ được như thế. Thì size cần thì em đã nói rồi, 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác mua hàng trực tiếp thì có thể gọi điện theo số điện thoại 098 513 6786. Còn muốn mua hàng đến xem trực tiếp và mua hàng thì gọi điện cho em thì em sẽ gửi Google Maps cho mời đến. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác.